Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 138. Có một câu mà Ấn Tổ ngày dạy rất là hay quý vị ạ. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sinh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Chỉ nên dốc chọn thành kính, cầu mau được vãng sinh. Chẳng nên định kỳ hạn, mong nhất định được vãng sinh. Những câu này rất là hay quý vị. Câu đầu thấy không? Đừng nên có đặt cảnh giới gì. Nếu như chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Chỉ chân thật thành kính niệm Phật thôi. Còn câu thứ hai là chỉ nên dốc chọn thành kính, cầu mau được vãng sinh. Chỉ nên dốc chọn thành kính là chân thật niệm Phật thôi. Lúc nào Phật rước là đi liền. Chẳng nên định kỳ hạn, mong nhất định được vãng sinh. Có nhiều người đặt kỳ hạn mà cuối cùng bỏ tu luôn. Trong cái số lượng người đặt kỳ hạn để thành tựu thì rất là ít. Có thành tựu nhưng ít lắm. Đây là căn tính dữ dằn lắm, ít lắm. Còn chúng ta mà đặt kỳ hạn để mình niệm Phật mình vãng sanh á, có khi mình không được vãng sanh mà mình bị thối tâm Bồ Đề luôn. Vì mình quá cố gắng mà bây giờ nó không được, nên nản lòng và bỏ cuộc. Nên những cái công đoạn này dạy chúng ta cực kỳ hay. Còn cái người niệm Phật mà cầu cảnh giới thì tự nhiên cái tâm tham đó, nên cảnh giới của ma đạo nó xuất hiện rất nhiều. Nên cảnh giới nhiều lắm. Thí dụ như có những người nào là nói nằm ngủ thấy ánh sáng đồ, rồi lúc tu thì thấy trên đỉnh đầu quang minh phổ chiếu đồ, hoặc là mình tu hành mình thấy chư hương linh đồ đi đồ nhiều đồ. Có nghĩa là mình nghĩ rất là nhiều thứ, thì cái tâm này nghĩ thì cái cảnh nó xuất hiện rất là nhiều. Tất cả những cái thấy, cái nghĩ kia đều quy về A Di Đà Phật hết. Tính tâm tính nguyện ngay câu A Di Đà Phật á. Chỉ cần tính tâm tính nguyện ngay câu A Di Đà Phật thì tất cả cảnh giới mất tiêu hết trơn. Nên cái người mà thần kinh căng thẳng rồi nặng nề ba trợn á, nếu như cái người này mà họ nghe được mà họ chịu buông xuống vạn duyên, họ lo chân thật họ niệm Phật thôi. Miệng niệm tai nghe, cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, nhẹ nhàng cái tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật suốt như vậy đó. Cứ nhớ Phật niệm Phật, cứ nương vào bổn nguyện của Phật, cứ kính tín nguyện niệm Phật, cứ vậy mà làm, thì tức khắc tất cả những cảnh giới kia tự tan biến hết, trở lại trạng thái tự nhiên và thoải mái an lạc, chắc chắn luôn. Thí dụ như những đức lấy cái điệu niệm Phật này, có khi những đức ưa để ngay cái gói của những đức. Khi những đức nằm ngủ, những đức cứ để cái điệu này. Những đức thấy rằng là những người mà khó ngủ này kia đồ, thì cái điệu này nó niệm giống như nó có cái tiếng kẽn nó đánh quý vị, làm nó làm cho mình tỉnh táo. Mà tự nhiên những đức nghe một chút là tự nhiên thấy nó buồn ngủ, mà ngủ là lúc trong giấc ngủ mình ngủ mình cảm giác như mình cũng nghe được tiếng niệm Phật tại ngay cái lỗ tai mình quý vị. Mà những đức thấy rằng là đúng là câu Phật hiệu chỉ cần để bên cạnh mình thôi, đúng là nó nhẹ nhàng. Mà những đức nghĩ rằng là câu Phật hiệu lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết, thì dù là quán thân trái chủ có đến để muốn mà khảo đảo, muốn đòi nợ gì mình, thì nghe câu Phật hiệu người ta cũng được cảnh tỉnh tâm. Tại vì mỗi một câu Phật hiệu niệm lên thì giống như quang minh phổ chiếu vậy.
Nên những đức thấy rằng là chúng ta là người niệm Phật, lúc nào nó ở chúng ta cũng có câu Phật hiệu. Lúc nào cũng có câu Phật hiệu. Đi đâu mình cũng để máy niệm Phật. Bởi vì như đức nói rằng cái máy niệm Phật nhỏ này hay. Công nhận là nó hay thiệt. Nhỏ nhưng mà rất là hay, rất là bền quý vị. Có thể ghim điện mà để trong phòng mà niệm Phật, mà tính ra cái máy này gần 2 năm chờ mà vẫn còn, không hư, bền vô cùng luôn. Nên bây giờ Nhị Đức đang nhờ một cái cô này ở bên Hồng Kông, cô đặt chiếc máy này. Thì Nhị Đức đang nhờ đặt 10.000 cái. Đặt 10.000 cái để mình phổ biến cho tất cả chúng sanh, người ta được nhờ. Lợi ích rất là lớn. Đúng là hay ghê. Lúc nào bên cạnh của mình cũng để cái máy niệm Phật trong người mình. Đi đâu cũng để. Chạy xe đi đâu cũng để cái máy niệm Phật. Tự nhiên nó ấm áp vô cùng mà nhắc nhở mình. Có khi mình quên có Phật hiệu thì nghe lại danh hiệu Phật đó, tự nhiên niệm theo liền. Rất là hay. Nên á, cái phương tiện trong cái thời cuộc này, khoa học phát triển, nên có nhiều cái chiếc máy nhỏ nhưng mà rất là hay. Thời xưa đâu có đâu quý vị, nhưng bây giờ người ta làm được những chiếc máy nhỏ này, lợi ích cực kỳ lớn. Giá thành cũng không bao nhiêu mà cái lợi ích nó quá lớn. Vừa nhắc mình niệm Phật mà vừa nhắc người niệm Phật nữa chứ. Nên á, những đức nói rằng là trong cái thời cuộc phát triển này mà chúng ta biết dùng những cái khoa học hiện đại này để mà truyền Phật pháp thì cũng lợi ích cực kỳ lớn luôn. Thí dụ như bây giờ như đức ngồi ở đây nói chuyện Phật pháp chỉ có mình, nhưng mà chúng ta có thể đem buổi chia sẻ này chia sẻ rộng ra, khắp người chia sẻ ra, sự lợi ích này cực kỳ lớn. Bây giờ chùa chúng ta những ngày Chủ nhật, như ngày lễ này chúng ta 30/4/1/5, chúng ta cộng tu 2 ngày. Thì mỗi một cái thờ tu của chùa chúng ta và những đức chia sẻ Phật pháp đều có trực tiếp. Bây giờ quý chú đã làm được cái trực tiếp, hình ảnh rất rõ ràng. Bây giờ mấy chú không lấy chiếc điện thoại, ông phát trực tiếp, hình ảnh và âm thanh nó nhỏ, không hay. Nhưng bây giờ mấy chú ổng nhờ người ta làm đi dây đồ này kia, bây giờ phát trực tiếp rất rõ ràng. Và những đức chia sẻ Phật pháp tại chùa thì nó phát trực tiếp khắp nơi nơi. Hàng Phật tử khắp nơi nơi chia sẻ cho tất cả các bạn bè mình, như ở nước ngoài đồ này kia, đồ người ta được coi trực tiếp ở chùa mình đang tổ chức khóa tu ngày Chủ nhật. Người ta vô tu cũng khá đông. Nhưng ngày Chủ nhật những đức thấy 1.000+ người, người ta vào người ta coi trực tiếp. Và cái lượng Phật tử mà về chùa mình thôi cực kỳ đông. Bây giờ cái mô hình của chùa mình trở thành một cái nơi điểm ngày Chủ nhật mà những cái khóa tu mà gọi là thu hút hàng Phật tử mà chấp nhận phương pháp tu. Thí dụ như ngày Chủ nhật đi đến đây, những đức chia sẻ Phật pháp 1 tiếng mấy, và lễ Phật chỉ có nửa tiếng, nhưng mà nó thoải mái vô cùng. Người ra phóng sanh cũng đi thực. Nhưng mà trước thời gian đó thì 7:00+ thôi là chúng ta đã vô chánh điện niệm Phật rồi. 8:10 thì những đức cho bắt cái điệu địa chung 4 chữ, niệm địa chung. Niệm địa chung xong rồi thì những đức qua chia sẻ Phật pháp 1 tiếng mấy. Thì bị coi nó từng chút gì mà gom lại thì thời gian niệm Phật, thời gian nghe pháp rất nhiều, rất là nhiều, lợi ích rất là lớn. Tới cuối cùng kết luận lễ Phật nửa tiếng. Cái tu mà nó làm cho người ta không ngán chút nào. Già trẻ bé lớn gì ai tu cũng được. Ngày Chủ nhật cũng tu. Cái lợi ích cực kỳ lớn. Nó nên á, mình biết dùng cái khoa học hiện đại này để phát triển Phật pháp thì cực kỳ hay. Như những đức là không có chuyên nghiệp về cái hình ảnh và máy móc, nhưng mà những đức thấy thành công vô cùng. Thí dụ như mấy chiếc máy quay phim của những đức này dùng rất là lâu mà nó rất rẻ,
Một cái máy này nó đang quay là chỉ có mua mười mấy triệu thôi, mà bao nhiêu năm nay tính ra hơn 6 năm mà sử dụng hoài luôn. Những đức luôn luôn duy trì hoài, những đức không thay đổi. Vì những đức suy nghĩ rằng mình sử dụng cái khoa học hiện đại, nhưng mà mình đừng bao giờ bị cái khoa học hiện đại lôi kéo. Có nhiều người ta có tiền là máy móc máy quay phim người ta đổi suốt à. Những đức bây giờ quý vị có cúng dường những đức cái máy xịn, những đức không nhận nữa. Tính những đức nó kỳ như vậy đó. Nó dùng được một cái loại máy nào quen được là những đức dùng hoài. Chừng nào mà nó hư luôn, những đức vẫn muốn mua lại giống cái máy như vậy, cái loại như vậy để dùng lại luôn. Chứ những đức không muốn đổi cái mới cái gì chứ. Chỉ cần hình ảnh vậy, con vậy, tiện bề, quý chú dễ xài là được à. Chứ những đức không phải như người ta mà thích thay đổi những cái cao cấp, cái năng cấp không biết đủ. Những đức thấy rằng người tu mình nên tập như vậy. Đừng nên theo đuổi cái phát triển, giết rồi mình cũng bị lạc lối luôn à. Mình bị những cái sự quyến rũ đó làm cho mình mất phương hướng. Nên những đức luôn luôn duy trì, nên những chiếc máy quay phim của những đức là duy trì hoài. Có người ta cúng cho một cái máy xịn hơn máy này gấp mấy lần, những đức tặng cho thầy Nhân Thịnh không xài luôn. Những đức vẫn duy trì xài cái máy cũ. Và những cái đồ thu âm này nó cũng không có bao nhiêu tiền, rất là rẻ thôi. Nhưng mà cô Phật tử bên Hàn Quốc cổ cúng dường thì những đức sử dụng rất là xứng đáng. Mỗi ngày những đức đều thu âm, xài xuyên suốt. Được là được rồi, không có đòi hỏi cao nữa. Chỉ cần hàng Phật tử ta nghe được hình ảnh, ta thấy được là được rồi. Bây giờ mình xấu xí, có quay đẹp cỡ nào cũng xấu à. Nên thấy hình mình chia sẻ là được rồi. Rồi nghe được cái tiếng những đức nói là được rồi. Vậy thôi, những đức vậy là vậy thôi. Chứ không có muốn cái gì cao xa quá. Có những vị mà những đức biết, người ta có thể đầu tư về máy móc, biết rằng là cho chúng sanh thôi, nhưng mà đầu tư quá nhiều, cuối cùng bỏ cuộc rồi thì cũng không xài được bao nhiêu. Nên á, người tu của chúng ta cái quy mô gì nó vừa vừa gọn gọn thôi, chậm mà chắc. Đừng có hô hà bùng phát, nó dễ chìm xuống lắm. Nên á, những đức cứ đi chậm chậm, đơn giản bình dị, gần gũi, bình thường là đạo quý vị. Nhưng mà cái chỗ mà niệm Phật để đời này muốn giảng sanh thì phát triển cực kỳ mạnh, không lùi. Từ khi gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ là tới bây giờ là chúng ta hơn 13 năm, chỉ có tiếng không lùi. Càng ngày càng chia sẻ tịnh độ, càng ngày càng đi sâu vào ngay câu Phật hiệu, quyết chí đời này giảng sanh. Và duy trì hai cái đề học: một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Duy trì như vậy cả đời. Cả đời mình thì có chia sẻ được bao nhiêu lần? Một lần chia sẻ là 300 tập. Chúng ta chia sẻ một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng, bây giờ tới tập 120 là lần thứ tư, giảng lần thứ tư. Còn quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, bây giờ chúng ta học đến 138, giảng lần thứ 3. Duy trì cả đời như vậy để học tập, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Ai thích nghe cũng được, mà ai chán không nghe cũng được, kệ người ta. Chúng ta duy trì như vậy để nhắc nhở mình là tín nguyện trì danh A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Rồi cứ học tập vậy hoài. Còn những cái phương tiện sử dụng thì đơn giản bình dị. Thí dụ như bây giờ những đức mà máy móc này, những đức thay đổi cũng có điều kiện thay đổi á. Có nhiều Phật tử cúng dường đó, nhưng mà những đức thay đổi thì mấy chú bên cạnh ông mới căng thẳng thần kinh. Con người ta vô chùa là mục tiêu tu, bây giờ mình kêu con người ta làm những cái việc này nhiều quá, người ta không tu thì thất bại. Nên có một chú bên cạnh, ông vừa quay phim, ông làm phim. Những đức nói với ông làm gì làm, hai thờ với lên chánh điện tu, không có bỏ tu được. Bỏ tu là có ngày bỏ làm luôn á. Những đức kinh nghiệm rồi. Có những người, người ta dùng người lại rất là lạ. Người ta rất là giỏi, con cái nó rất giỏi, đi vô chùa mình tu, thì cứ sử dụng người ta bằng cách làm việc mà không
sắp xếp cho người ta tu là do người này không có chú trọng tu. Quý vị phải biết rằng con người phải cần được lắng động tâm, cần phải được dụng công tu thì con người tâm họ mới bình định được. Còn nếu như con người mà bây giờ nó cứ làm việc hoài luôn mà nó không được tu hành thì từ từ rồi nó xả cánh luôn. Mình cũng mắc con người luôn rồi. Đó, như ngày xưa những đức biết một vị thầy mà nhiều thầy nhiều chú bên cạnh rất giỏi, nhưng mà làm cực lực làm suốt luôn, làm giết giống như căng thẳng thần kinh bị trốn luôn quý vị, chạy trốn luôn á. Từ nơi đó thì rõ ràng là do mình không dụng công tu. Phải chi mình dụng công tu, mình cho ra những thời gian để lắng động tâm, làm việc thì làm nhưng có thời gian nghỉ ngơi rồi tu hành, gây dựng cái tâm giải thoát. Vì thì những người này mình đào tạo toàn là những người giỏi mà lâu dài bên cạnh mình. Nên có những người á, người ta cầm toàn là tướng tài nhưng mà vào tay người ta thì thành tướng bệnh hoạn. Còn quý vị coi bên cạnh những đức, quý vị thấy hình như không có người nào mà quá giỏi. Khoảng nhiêu là già rồi trẻ thì cũng là hình như là không có người nào giỏi quá. Nhưng chỉ được có một cái là họ không có biết về cái việc học đòi hơn thua. Rồi á, họ sống đơn giản bình dị, không có cao xa gì hết trơn. Những đức rèn luyện con người ta trở thành người đơn giản bình dị. Vì những đức sao rèn ra như vậy? Rồi cái quan trọng làm gì, làm sáng tối mới lên chánh điện tu. Thì những đức cũng sáng tối tu, nên những đức khuyên họ lên chánh điện tu sáng tối. Nên nó giữ được cái huệ mạng cho con người ta. Còn rất là nhiều người đi vô chùa tu, ban đầu là tâm quyết tu dữ lắm, nhưng mà theo một vị thầy tu tu giết rồi mất tâm đạo luôn. Vì sao? Vì vị thầy này không lên chánh điện tu thì người ta cũng không lên chánh điện tu. Giết lâu ngày rồi nó sanh bệnh. Tại những người kia mới mà, sao mà học đòi theo cái người mà tu lâu được. Nên cái người tu lâu phải làm tấm gương để dẫn dắt đại chúng tu. Nên quý vị đi vô một ngôi chùa mà thấy vị chủ trì, người chấp sự mà lên chánh điện tu để dẫn dắt người ta thì đặc biệt lắm. Còn nếu như để đại cho con người ta tự nhiên tu, còn mình thì lo chuyện tu của mình, thì lâu ngày nó gã đám hết trơn, thất bại vậy. Nên á, tất cả việc làm trong chùa nó không quan trọng bằng nuôi cái huệ mạng cho đại chúng trong chùa. Khi đại chúng được nuôi huệ mạng thì cái tâm quyết mà tu hành của họ lâu dài. Mà tâm quyết mà tu hành lâu dài thì cái khả năng làm việc của họ đối với Tam Bảo cũng lâu dài. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nhưng có nhiều người là dùng người giống như dắt chanh bỏ vỏ vậy đó, dắt cho sạch rồi xong vứt. Đó là cái hành động thiếu tư tưởng về sống với một con người. Hiểu không? Không biết sống với con người như thế nào. Nên những đức nói rằng một vị tướng tài là biết cầm binh mới là tướng tài. Còn một người cầm binh mà tài thành vô dụng, vậy là do tại mình thất bại, do mình dở. Dù mình có lựa người giỏi bên cạnh mình cũng trở thành bệnh hết chứ, bệnh hoạn hết chứ. Còn đưa cho người ta dở cỡ nào đi chăng nữa cũng thành tướng. Nên cái chỗ quan trọng của người á, lãnh đạo là gì? Là chính bản thân mình, từ thân giáo khẩu giáo, mình phải nhiệt tình hết mình. Dù mình là phàm phu vẫn còn lỗi, nhưng mình nhiệt tình hết mình, gần gũi hết lòng hết dạ giúp đỡ. Vì thì cảm hóa người ta rồi, phát huy năng lực cho người ta luôn. Phải có tâm như vậy quý vị. Nên á, những bài học tập của mình là những bài nó có tâm huyết về tu hành để mà giải thoát. Một câu ai vật niệm đến cùng buổi sáng, buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Dù việc gì cao xa trong cuộc đời này mà chỗ quan trọng nhất của chúng ta là gì? Niệm Phật vãng sanh. Chỗ niệm Phật vãng sanh là việc cực kỳ quan trọng nhất trong cái cuộc đời của mình. Bỏ việc này rồi chúng ta thất bại hoàn toàn. Nếu như người tu đạo mà đánh mất đi cái tâm giải thoát thì hoàn toàn thất bại. Tâm giải thoát mà mất rồi thì dù có hay cỡ nào cũng trở thành nghiệp của tam đồ. Tâm giải thoát vẫn duy trì được đặc biệt tốt đẹp thì nhất định cuộc đời tu của mình lợi ích cực kỳ lớn quý vị à. Phải duy trì được cái tâm giải thoát. Nên như đức thường khuyên đại chúng rằng mình có những lúc mình làm mệt vô cùng luôn mà mình nghĩ mình tương lai mình về cực lạc, mình tương lai mình được gần gũi Phật A Di Đà, mỗi ngày được nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, thì tự nhiên cái cảm giác của mình trời, nó hưng khởi tâm, nó tuyệt vời vô cùng. Vì sao? Vì mình có phương hướng quý vị.
Đã là có phương hướng thì chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Nhớ nghe, có phương hướng thì nhất định thành công, mất phương hướng thì chắc chắn mình thất bại. Nên cái ban đầu của những đức đi tu không phải là giải thoát gì, nhưng mà càng tu thì càng nhìn nhận cuộc đời này vô thường và quyết chí giải thoát. Còn có những người, người ta đi tu là mục tiêu giải thoát, nhưng mà tu từ từ người ta lạc cái tâm giải thoát, người ta đánh mất cái tâm giải thoát luôn. Nên chúng ta tu làm sao mà càng tu thì càng phải duy trì cái tâm giải thoát cho nó cao. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi chỉ cần duy trì được cái tâm giải thoát thì quý vị đều nhịn, nhịn được hết chưa? Thua xúc, chịu thua được hết. Tại vì sao? Vì mục tiêu mình là giải thoát. Đã hướng được tới cảnh giới giải thoát thì chúng ta đâu có lỗ vốn, chúng ta đâu có thiệt thòi. Còn hơn thua đấu đá mà không được giải thoát, đây mới là thiệt thòi lớn trong cuộc đời của người mình đó. Quý vị phải nhớ. Nên á, nghe như vậy mỗi một con người chúng ta phải nhận thức con đường tu của mình. Bây giờ hỏi lại coi chúng ta mấy năm nay tu hành niệm Phật, cái tâm tín nguyện niệm Phật của mình có phát triển không? Bây giờ chúng ta đừng có nói đến cảnh giới tu gì hết trơn á. Bây giờ chúng ta hỏi lại cái tâm giải thoát của mình nó có phát triển mạnh không? Vậy thì cái tâm giải thoát phát triển mạnh là sao thầy? Cái tâm giải thoát phát triển mạnh á là con người chúng ta không bị danh lợi buộc ràng. Có người không bị danh lợi buộc ràng thì con người này sẽ phát tâm giải thoát mạnh. Còn con người mà bị danh lợi buộc ràng thì con người này sẽ mất tâm giải thoát. Mà con người mà thường bị danh lợi buộc ràng thì con người này nó tu lâu ngày nó sanh ra tâm nghi ngờ. Đụng ai cũng nghi, lấy của cải này nọ của mình. Gặp ai cũng nghi, sợ người ta thủ đoạn cái này kia với mình. Vì con người thường là có của cải vật chất nhiều là sợ lo lắm. Là vì bị danh lợi buộc ràng nó mới sanh cái tâm đó. Quý vị coi Tào Tháo, sự nghi ngờ của Tào Tháo ghê lắm. Tối ngày lo âu sợ hãi nghi ngờ. Đó là danh lợi. Nên cái người tu lâu mà quý vị coi họ nghi ngờ đủ chuyện, họ lo âu sợ hãi đủ chuyện là con người này hướng đến danh lợi. Còn có người mà vượt qua danh lợi là con người này hướng đến giải thoát. Con người hướng đến giải thoát thì người ta nhìn nhận ra cái danh cái lợi là phù du, giả tạm. Còn có người mà bị danh lợi buộc ràng thì con người này họ đang bị mê hoặc điên đảo nên bị tối tăm mù mờ. Quý vị chỉ cần nhận thức là thấy rõ ràng một con người khi mình gần gũi. Nên những đức mà nói có điều kiện tiền bạc, những đức lo cho đại chúng là những đức không có ngại đâu, nhiệt tình hết lòng. Ví dụ chương trình khiếm thị đồ này kia, những đức lo hết lòng hết dạ. Kệ người ta vì niệm Phật mình giúp con người mà. Đồng tiền mà chồng ngay con người thì quá đặc biệt rồi. Mình làm được gì cái chúng sanh là mình mừng vô cùng rồi quý vị. Nên trước lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp tục những đức tổ chức chương trình người khiếm thị nữa. Mình mỗi lần tổ chức chương trình người khiếm thị là bao nhiêu người mù người ta về mình được tu phước tu duyên. Rồi bao nhiêu Phật tử người ta về người ta được tu phước tu duyên. Người ta được dự chương trình để nhìn nhận một đời người khổ đau. Mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Quý vị mà coi chương trình người khiếm thị thôi, quý vị thấy rằng dù mình nghèo cỡ nào mình cũng được mắt mũi miệng tay chân đầy đủ là quý vị thấy mình cũng mừng rồi. Phật nói rằng tài sản lớn nhất của đời người là gì? Là sức khỏe. Bây giờ người ta mù què quặt tay chân lết, bây giờ có của cả nhiều cỡ nào đi chăng nữa mà thân bệnh hoạn tật nguyền như vậy khổ quá. Nên mình có một cái tâm thương yêu giúp đỡ, mình giúp đỡ cho người ta được gì mình giúp đỡ. Những con người này đang cần nè quý vị, họ đang cần mình giúp đỡ kìa. Cái mà người ta đang cần mình giúp đỡ mà mình làm nó đúng nơi đúng chỗ luôn á. Nên nó từ nơi đó những đức mà có tiền bạc, những đức làm được những việc lợi ích là những đức mừng rồi. Mừng khi mình làm được. Mà người ta đưa tiền cho mình, người ta cũng có phước báo lớn. Tại vì sao? Vì đưa cho ông này là ông làm Phật pháp cho người ta, ông làm lợi ích cho chúng sanh. Có khi bản thân người ta cầm tiền mà người ta không biết làm chỗ nào luôn nữa. Quý vị phải biết rằng có những người có của cải muốn cho cũng không biết cho làm sao nữa. Còn bây giờ như chùa mình, cái điểm chùa mình tặng cho đồ là tiện lợi vô cùng. Hình như cái duyên của chùa mình đặc biệt quý vị. Thí dụ như bây giờ chuối hay là thanh long hay là trái cây, quý vị mà trồng được quý vị đem về chùa mình là quý vị tặng cho Phật tử là người ta vui, người ta nhận cái lộc của chùa lắm. Cái này là cái đặc biệt nè. Bây giờ cái của mình đem vô Tam Bảo thành của Tam Bảo, tự nhiên cái của mình thành của Tam Bảo thì cái phước của mình cực kỳ lớn. Còn nếu như cái của cá nhân mình cho là cái của mình cho, còn đem vô ngôi Tam Bảo nó thành của Tam Bảo thì cực kỳ đặc biệt, lớn lao.
Thí dụ những người ngày chủ nhật đồ này kia đồ, hàng Phật tử người ta có những người, người ta nào là làm nước nói gì, khi hàng Phật tử người ta tu xong người ta xuống mình cúng dường cho người ta miếng nước cho người ta uống. Nghĩa là quý vị biết rằng tại vì cơ hội đông người nên mình có cơ hội tu phước tu duyên được thù thắng. Ngày chủ nhật chùa mình giờ phát triển mà lượng hàng Phật tử đến tu rất là đông, nhất là những ngày lễ này đông vô cùng đông. Tại vì sao? Vì cái thời thế nhiều kiếp nạn. Ai mỗi một con người chúng ta cũng nhìn thời thế nhiều kiếp nạn quá. Đã là thời thế nhiều kiếp nạn quá thì chỉ có tu hành mới giải quyết được vấn đề quý vị. Chỉ có người tu hành quá giải đi cái tâm ác, cái tâm sát sanh hại vật, cái tâm thủ đoạn hại người, quá giải cái tâm này thì kiếp nạn quá giải. Bằng cách nào? Bằng cách đi đứng nằm ngồi chăn thật niệm A Di Đà Phật và phát nguyện đời này của con phải sanh về cực lạc. Nên cái bài học tập của chúng ta là gì? Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Đã đời này quyết chí vãng sanh cực lạc quốc, vì thì của cải vật chất ở thế gian này phải rõ ràng phù du quý vị. Bây giờ bao nhiêu con người giàu sang phú quý, họ chết bất tử một cái có của cải gì cầm theo được không? Không phải chết bất tử mà bây giờ họ sắp chết rồi vẫn biết luôn, mà họ chết rồi họ vẫn không cầm theo được luôn. Từ nơi đó mà biết tu nhân tích đức khi còn sống thì tuyệt vời quá. Nên ông bà cha mẹ mình tuổi già có tiền bạc vật chất đưa cho mình giữ giùm này kia đâu, mình khuyên ông bà cha mẹ mình nên tu nhân tích đức. Vì ông bà cha mẹ lúc còn sống mà phát tâm làm thì cái công đức phước duyên này ông bà cha mẹ mình được hưởng nhiều. Còn nếu như mà bây giờ đợi chết rồi mà mình làm giùm thì cái việc này nó quá nhỏ. Nên mình làm con cháu giúp cho ông bà cha mẹ để làm những việc phước đức khi ông bà cha mẹ còn sống, để bao nhiêu cục đá trên vai của ông bà cha mẹ buông xuống bớt đi, để ông bà cha mẹ đi cho tự tại thông dong. Còn đợi tới chết rồi thì việc gì cũng xong rồi, khó xử vô cùng, thấy không? Nên đây là cái nhận thức sâu sắc mà lời Phật dạy. Nên mỗi một con người chúng ta khi còn sống là tự mình phát tâm làm, những gì mình làm được chân thật làm. Tạo cái cầm theo được sao không tạo, mà tạo cái cầm theo không được thì cố công cả đời. Nên tổ sư nói rằng con người ta cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời vì của cải vật chất danh tiếng mà để già đi trong bận rộn, đến chết rồi vẫn không xong quý vị à. Nhiều lắm, bao nhiêu con người. Nên người tu chúng ta phải nhận thức, hàng Phật tử khắp nơi nơi phải nhận thức được cái việc sanh tử là đại sự của cuộc đời quý vị ơi. Mỗi ngày được học tập như vậy thì chắc chắn rằng quý vị có nhiều cái nhìn thấu buông xuống lắm á, thì tức khắc cuộc đời mình sẽ sống được an lạc và tự tại. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi có được một đạo tràng chuyên tu nhiệt tình hướng dẫn cho vị tu như vậy, không vì danh lợi gì cả, thì quý vị nên trân quý và cố gắng tu hành, biết tu phước tu duyên dựa vào đạo tràng này để tu thì quá đặc biệt. Và chúng ta cả đời này duy trì tín nguyện niệm Phật cho tới cùng, dù ai nói gì cũng không dao động được tâm ta. Quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.